Chào bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một ván đấu giữa hai kỳ thủ là Tiền Hồng Phát, Đại Chiến, Tống Quốc Cường. Diễn biến của ván đấu diễn ra như sau. Đến đây, bên hậu đầu hàng vì đã mất xe, bên đỏ hai mã, đơn xe, đấu, song pháo, song mã, chắc chắn thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.